thăm đi cho nó quen cái thao tác. Như vậy là đã hoàn thành phân mẻ rang tết cô quốc ta chín khô sàn 18 tấn màu. Ở đây là cà phê chín khô nên nó bị một số điểm bắt là những cái hạt sáng màu là những cái trái non chưa có chín đỏ hoặc là không già. Mẻ này rang hơi nhanh, khoảng 21 phút. Phê Hoàng Duy ở chợ Trường Lưu, Tây Ninh. Đây là xưởng của anh, cũng cách nhà anh ở ngoài chợ Trường Lưu khoảng 15 cây số. Đã làm xong. Mình cứ thăm đi cho nó quen cái thao tác. Anh nói nhiệt độ chưa? Nói nhiệt độ chính của nó chưa? Mẻ này rang hơi nhanh, khoảng 21 phút.